Kinh doanh đa cấp là cụm từ không còn xa lạ đối với người Việt Nam, nhưng nó lại có nguồn gốc từ nước Mỹ và một trong những công ty lớn nhất, lâu đời nhất thế giới chính là Amway. Amway là công ty đi tiên phong trong việc áp dụng hình thức kinh doanh theo mạng. Mặc dù gặt hái được thành công về doanh số, nhưng chính việc áp dụng hình thức này đã gây ra không ít tranh cãi cũng như rắc rối về mặt pháp lý cho chính Amway. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử Amway, gã khổng lồ của mô hình đa cấp, thành công và những hệ lụy. Kinh doanh theo mạng và sự ra đời của Amway. Trong lịch sử hình thành, ngành kinh doanh theo mạng gắn liền với tên tuổi nhà hóa học Carl Greenberg. Nhà khoa học này đã có thời gian sống ở Trung Quốc và có quan sát những ảnh hưởng của chế độ ăn uống không đủ chất tác động lên cư dân trong vùng. Carl Greenberg đã bắt đầu các cuộc thí nghiệm bằng cách chiết xuất và cô đặc các chất dinh dưỡng từ nguồn thực vật khác nhau, cho đến khi ông sản xuất thành công sản phẩm đầu tiên mà ngày nay người ta thường được biết đến như là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite. Ông đã thành lập công ty mang tên Nutrilite Products Inc. để bán các sản phẩm của mình theo mô hình bán hàng trực tiếp. Từ đó, ngành kinh doanh theo mạng ra đời. Trong bối cảnh khi đó, Jay Van Andel và Richard DeVos được người anh họ của Van Andel là Neil Mascan giới thiệu với công ty Nutrilite. Sau đó, DeVos và Van Andel đã ký kết để trở thành nhà phân phối các sản phẩm bổ sung thực phẩm Nutrilite vào tháng 8 năm 1949. Họ đã bán hộp sản phẩm đầu tiên của mình vào ngày hôm sau với giá $19.5. Nhưng ngay sau 2 tuần, họ đã không còn quan tâm đến sản phẩm đó. Sau đó, hai người họ đã đến dự một cuộc hội thảo của Nutrilite ở Chicago nhờ sự giới thiệu của Mascan, nhà tài trợ của họ sau này. Ở cuộc hội thảo này thì Jay Van Andel và Richard DeVos được xem một đoạn phim quảng cáo và nghe kể về những sự thành công của các nhà phân phối khác. Ngay sau đó, hai người họ quyết định theo đuổi hoạt động kinh doanh của Nutrilite và bán sản phẩm thứ hai trong chuyến đi trở về Michigan. Tình hình kinh doanh ngay lập tức đạt được thành quả và cả hai đã thành lập được tập đoàn Jarry, viết tắt từ tên riêng của họ, để nhập khẩu hàng hóa bằng gỗ từ các nước Nam Mỹ. Sau đó họ đã biến Jarry thành nhà phân phối chính của công ty Nutrilite. Tập đoàn này cung cấp hoa hồng cho các nhà phân phối mới được giới thiệu với công ty bởi các nhà phân phối hiện tại. Đến năm 1958, DeVos và Van Andel đã xây dựng một hệ thống bao gồm hơn 5.000 nhà phân phối. Tuy nhiên, họ và một số nhà phân phối hàng đầu của mình đã tách ra thành lập American Quay Association, hay Amway, viết tắt của từ American Quay, vào tháng 4 năm 1959. Vì lo lắng về sự bất ổn định của Nutrilite, Amway trở thành nhà đại diện cho các hệ thống phân phối, đồng thời tìm kiếm thêm các sản phẩm bổ sung cho thị trường. Ngay trong những ngày đầu sáng lập Amway, hai ông đã lập ra Hiệp hội các nhà phân phối Amway, viết tắt là ADA, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi các nhà phân phối. Tất cả chính sách công ty Amway đưa ra có ảnh hưởng đến quyền lợi, nhà phân phối đều phải thông qua sự chấp thuận của ADA. Chính điều này làm cho các chính sách phân phối của Amway ổn định và hướng đến quyền lợi cao nhất cho nhà phân phối trong hơn 50 năm qua. Richard và Jay thành lập Amway với hai triết lý căn bản: sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn cho sức khỏe người dùng sử dụng và thân thiện với môi trường, cùng với việc đem lại cơ hội kinh doanh công bằng cho tất cả mọi người. Quy mô tăng nhanh đến chóng mặt. Năm 1959, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội mới, Rich DeVos và Jay Van Andel muốn mở rộng kinh doanh và tìm kiếm ý tưởng sản phẩm mới. Họ kết luận rằng thị trường cần những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày có nhiều lợi ích. Kết quả là sản phẩm Amway đầu tiên của họ ra đời. Đó là một sản phẩm tẩy rửa đa dụng mà ngày nay được gọi là LOC. Sản phẩm này ngay lập tức bán rất chạy, mở ra nhiều cơ hội mới cho Amway. Sản phẩm đầu tiên bán chạy nên hai nhà sáng lập Amway đã có niềm tin cực kỳ vững chắc vào sức mạnh thương hiệu và khả năng kinh doanh độc lập của mình. Chính vì lẽ đó, cả hai đã lập ra kế hoạch tiếp thị và bán hàng cho Amway. Họ biết rằng có người sẽ sẵn sàng làm việc theo phương pháp mà họ đề xuất. Ý tưởng đơn giản này nhanh chóng trở nên phổ biến khắp Hoa Kỳ. Amway đã mang lại cho nhà đầu tư những cơ hội đặc biệt, vì thế có rất nhiều người tham gia vào hệ thống của công ty này. Ngay sau đó, doanh thu hàng năm của Amway tăng lên nhanh chóng và đã đạt đến con số $500 triệu. Công ty lớn nhanh đến nỗi văn phòng lúc đó nằm ở tầng hầm của nhà Andel đã trở nên quá chật chội. Chính vì vậy mà Amway đã chuyển đến cơ sở lớn hơn và bắt đầu phát triển các sản phẩm mới, trong đó có sản phẩm nước giặt SAH được sản xuất vào năm 1961.
Các sản phẩm của em quay tạo ra nhu cầu rất lớn từ các nhà phân phối. Chính điều này đã khiến cho em quay phát triển một cách thần kỳ và đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài năm sau khi thành lập, em quay đã có hơn 700 nhân viên, 100.000 nhà phân phối và tới 200 sản phẩm độc quyền. Đến năm 1962, em quay trở thành công ty đa quốc gia sau khi mở văn phòng đại diện tại Canada. Vượt sóng gió và cán mốc 1 tỷ đô. Tuy gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, thế nhưng em quay cũng gặp không ít những sóng gió nhất định. Một trong số đó là nhà máy sản xuất son khí của họ đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ cháy lớn xảy ra vào năm 1969. Sau thảm họa, hai người sáng lập quyết tâm sẽ tái thiết lại nhà máy và cứu công ty. Nhà máy được xây dựng lại không lâu sau đó và hoạt động trở lại. Điều này đã giúp cho các dòng sản phẩm em quay được mở rộng đáng kể. Sau đó, em quay bắt đầu mở rộng quy mô công ty ra nước ngoài, mở cửa thị trường ở 8 quốc gia trên 3 lục địa, trong đó họ khai trương công ty con thứ hai tại Úc, tiếp theo là các văn phòng mới tại Anh, Hồng Kông và Malaysia. Và những năm 1980, lần đầu tiên Amway đạt được doanh thu 1 tỷ đô sau những thành công nối tiếp, và công lớn nhất thuộc về thương hiệu máy xử lý nước eSpring. Dòng sản phẩm này tiếp tục gây được tiếng vang trên thị trường và trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất thị trường thời điểm đó. Vào cuối những năm 1980, thì Amway được trao giải thưởng thành tựu chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc, đồng thời được công nhận là công ty hàng đầu về khía cạnh bảo vệ môi trường. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Chuyển giao quyền lực và doanh thu 5 tỷ đô. Vào những năm 1990, được đà phát triển, thế là Amway tiếp tục mở rộng ra thêm 30 thị trường trên khắp thế giới, bao gồm Trung Quốc và Nam Phi. Nhờ nỗ lực của các nhà phân phối, nhân viên và đối tác trên toàn thế giới, Amway đã lớn mạnh hơn gấp đôi trong thời gian này. Cũng vào những năm 90, hai nhà đồng sáng lập Jay Van Andel và Richard DeVos lui về phía sau hậu trường, nhường chỗ cho hai người con kế nghiệp, đó là Steven Andel và Dick DeVos. Hai người này trở thành chủ tịch và tổng giám đốc mới của Amway. Sau đó, Amway dưới thời của hai vị chủ tịch mới đã tiếp tục mở rộng quy mô công ty và đạt tới con số 5 tỷ đô la doanh thu bán lẻ. Sau khi Amway đã mua lượng cổ phiếu để chiếm quyền kiểm soát Nutrilite năm 1972, thì vào năm 1994, Amway đã hoàn tất việc mua lại Nutrilite. Đến năm 1996 đến năm 1997, Amway đứng trong top 10 các tập đoàn có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới, đứng cùng vị trí với Mercedes, ABM, trở thành một trong ba tập đoàn lớn có giá trị thương hiệu vô thời hạn. Sau đó, Amway đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm một cách cực kỳ hoành tráng vào năm 1999. Hiên ngang bước vào thế kỷ 21. Thiên niên kỷ mới đem đến những quan hệ đối tác mới, những sự tiến bộ mới và những nỗ lực mới để giúp Amway đạt được tầm nhìn của mình. Trong những năm 2000, đế chế gia đình DeVos và Van Andel đã thành lập cấu trúc mới để đáp ứng những thách thức của thế kỷ. Công ty mẹ Autocore được ra đời trong bối cảnh đó. Ngày nay, trụ sở chính của công ty Amway đặt tại thành phố ADA, bang Michigan của Mỹ, với tổng diện tích là 137,6 hectare. Amway có hơn 65 phòng thí nghiệm trên toàn cầu, với đội ngũ hơn 700 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên viên luôn nghiên cứu để thay đổi và cải thiện tốt nhất những sản phẩm của mình. Tập đoàn này hiện đang sở hữu trên 1.000 bằng sáng chế độc quyền và hơn 800 bằng sáng chế khác đang trong giai đoạn chờ cấp. Amway đã có mặt ở hơn 108 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3 triệu nhà phân phối và hơn 15.000 nhân viên. Tập đoàn sản xuất đa trên 450 mặt hàng tiêu dùng và phân phối hơn 10.000 sản phẩm các loại có tính năng độc đáo của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Sharp, Philips, Sony, Valentino. Doanh số năm 2006 là 6,3 tỷ đô la Mỹ, năm 2007 là 7,1 tỷ đô la Mỹ, năm 2008 là 8,2 tỷ đô la Mỹ, năm 2009 là 8,3 tỷ đô la Mỹ, năm 2010 là 9,1 tỷ đô la Mỹ. Và các thị trường lớn nhất của Amway là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan. Vụ điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh, thế nhưng phương thức kinh doanh của Amway luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi trong nhiều năm qua. Khởi đầu xuất phát từ trong một phán quyết vào năm 1979, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ FTC cho rằng Amway có hình thức kinh doanh không phù hợp với định nghĩa của một mô hình kinh doanh theo mạng.
FTC đã kết luận rằng Amway có tội về việc làm giá và đưa ra những tuyên bố phóng đại về thu nhập. Sau đó, công ty đã bị yêu cầu chấm dứt việc ấn định giá bán lẻ và phân bổ khách hàng giữa các nhà phân phối. Đồng thời, Amway bị cấm không được trình bày sai về lợi nhuận hay doanh số bán hàng của các nhà phân phối có thể sẽ đạt được. Công ty này đã được yêu cầu phải minh bạch mức thu nhập trung bình của mỗi nhà phân phối và phải công bố rõ ràng hơn một nửa số nhà phân phối không kiếm được tiền hay trung bình của các nhà phân phối chỉ kiếm được dưới $100 mỗi tháng. Tuy nhiên, Amway đã không làm theo các khuyến nghị của FTC. Bằng chứng là các chiến dịch quảng cáo năm 1986 đã vi phạm quy định dẫn đến việc tòa án phạt Amway $100,000. Bị cảnh sát Ấn Độ điều tra. Một vụ điều tra lớn khác nhắm vào Amway xảy ra tại Ấn Độ vào tháng 9 năm 2006. Đó là sau khi có khiếu nại công khai, cảnh sát Andhra Pradesh và cảnh sát bang Telangana CID đã bắt đầu các vụ kiểm tra và giam giữ các nhà phân phối của Amway trong tiểu bang và đã đệ đơn kiện họ, tuyên bố công ty đã vi phạm trong kinh doanh. Sau đó, cảnh sát đóng cửa tất cả các văn phòng công ty liên kết với Amway và văn phòng của một số nhà phân phối của Amway. Cảnh sát nói rằng mô hình kinh doanh của công ty là bất hợp pháp. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI đã thông báo cho cảnh sát rằng Amway Ấn Độ có thể vi phạm một số điều luật liên quan đến kế hoạch luân chuyển tiền tệ. Đến năm 2008, chính quyền bang Andhra Pradesh ban hành lệnh cấm quảng cáo Amway trên các phương tiện truyền thông. Tiếp tục, vào ngày 6 tháng 8 năm 2011, cảnh sát niêm phong các văn phòng của Amway tại một loạt địa phương trên khắp Ấn Độ sau khi nhận được khiếu nại tương tự. Kế đến, vào tháng 11 năm 2012, cảnh sát đã tiến hành lục soát tại các văn phòng của Amway tại Kohikot, Fraser và Kenner, đóng cửa các tài sản của công ty tại các trung tâm này. Các sản phẩm có giá trị cũng bị tịch thu. Sau đó, quản lý khu vực của Amway đã bị bắt giữ sau các vụ lục soát đã bị tạm giam theo luật pháp trong 14 ngày. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2013, các nhân viên cảnh sát chống tội phạm bang Kerala đã bắt William S. Pinkney, giám đốc điều hành của Amway India Enterprises, cùng với hai giám đốc khác của công ty. Ba người này đã bị bắt vì tội điều hành một mô hình kinh doanh kim tự tháp. Tuy vậy, đến tháng 8 năm 2013, tòa án đã hủy bỏ việc đóng cửa các văn phòng của Amway ở một số địa phương. Ngoài những cáo buộc trên, Amway còn dính dáng tới những vụ lùm xùm như là trốn thuế và bị cấm cản kinh doanh ở một số quốc gia như là Anh và Iceland. Amway Việt Nam. Ở Việt Nam, Amway được thành lập năm 2008. Tại đây, Amway Việt Nam đã xây dựng của một thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, với các sản phẩm được phân phối theo mô hình bán hàng trực tiếp. Đồng thời, họ hiện là công ty bán hàng trực tiếp nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 30% thị phần, tuyển dụng hơn 400 nhân viên, có tới gần 300.000 nhà phân phối, có 12 văn phòng và nhà máy, sản xuất hiện đại tại khu công nghiệp Việt Nam, Singapore, Bình Dương. Tuy có nhiều thành tựu đạt được ở thị trường Việt Nam, thế nhưng Amway cũng dính vào những lùm xùm quen thuộc như kinh doanh đa cấp, trốn thuế hay lừa đảo người tiêu dùng. Đó là vào năm 2017, Bộ Công Thương đã điều tra và đưa ra kết luận kiểm tra đối với công ty đa cấp Amway Việt Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy công ty này đã không xuất trình được những bằng chứng chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ thông báo tới một số sở công thương đối với các lần sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký, hoạt động bán hàng đa cấp lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 tại các tỉnh như Cà Mau, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Dương, Lào Cai, Long An, Hòa Bình, Hưng Yên. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định Điều 17 Nghị định 42 của Chính phủ. Bên cạnh đó, thì Amway Việt Nam cũng thực hiện đào tạo kiến thức cơ bản cho nhà phân phối thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến tại website www.welcometoamway.com, nhưng vẫn chưa có biện pháp chặt chẽ để đảm bảo rằng nhà phân phối sẽ theo dõi và nắm bắt được toàn bộ thông tin đào tạo. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!